Nè, đi ra tới lô 1 rồi nè. Chỗ tường đó là lô 1 đó. Nó 3 lô nữa. Năm rồi cái mình đập bọng đó, cái mùa mưa cái đụ nó ủi lội bọng lên mới sửa lại. Chú làm ao tiện lắm. Hồi đó đầu tiên ao 5 ngàn, 5 ngàn sửa 3 ngàn, bây giờ sửa còn 2 ngàn à. À đây đường ra nè. Là bây giờ chú nói cho mày chính xác luôn ha. Chú đặt ống bọng từ đây xuống tới mé sông. Như vậy là chú Ông đặt như này hả cháu? đang lại cho coi nè. Là chú nuôi nước thứ hai. Chú giữ nguyên tới ngày chú bán tôm là mày lợi, khỏi lo nước nuôi vậy. Thứ hai nước mà. Hồi đó nó sâu rồi nuôi cách này cái kia. Rồi sao chú sửa, chú theo cái cách mà chú nuôi thì chú đập bổng thứ hai nè. Thấy không? Đó, đây nè, đặt tới dưới nè. Đặt tới xong luôn. Ao nào cũng có hết, chỉ vậy đó. Cái này là ủi lên bao nhiêu chú? Bao nhiêu lên là trên là bao không? Ủi phớt mặt trên chút hả? Dạ. Cái này năm rồi ủi. Nó khoảng 20 phân không? Nhiều. Nó nứt vậy chứ có lớp trên nè. Bốn ao năm rồi ủi nó không đạt nè, bị ủi mùa mưa đó. Ủi là để mình thay cái đất mới này không giống? Cũng như lấy đai mới. Đai mới á. Ủa. Vô chợ một cái rồi đi. Dạ. Chợ này chợ thứ nhất nè. Dạ. Yeah. Đặt là chợ một đó. Mà không có người nào chứ chú được nè. Dạ. Nè, mát có bàn. Đầy đủ hết trơn, đủ như quan nha bạn. À. Vậy là mấy bữa chú ở ngoài chợ này hả? Không. Cái này chợ 1, đi qua chợ 2, quay sơ đi qua chợ 2. Dạ. Tao ở chợ giữa. Dạ. Cái này con với thằng lính. Dạ. Đây nước là lấy từ đây vô hả chú? Đây nè. À, bề ngang này 1200 thước. Dạ. Hai đầu kinh có lấy vô. Dạ. Rồi nước rộng thì cạn ngách. Bị ở đây nó có độ mặn nha. Dạ. Nó tới vô vụ tới cỡ tháng 2 nó 20 mấy ngàn á. Dạ. Có độ mặn. Bị nước biển nó vô ra. Dạ. Chỉ có mùa mưa thì nó hòa đồng với nước bển sổ ra thì nó lạc. Còn bây giờ là ở bển nó cắt rồi. Ở bển là nó không có sổ. Ừ. Thì độ mặn có, độ mặn lúc này cũng dám có mười mấy 20 ngàn. Thế không được, đâu còn ai còn mà nuôi kiểu này đâu phải là dễ nuôi. Cái kiểu chú đồ cạn giá là cái kiểu khó nuôi chứ không phải dễ. Mà chú nói mày nãy giờ cái điểm khó không? Mình phải lách qua cái điểm khó mình mới thành công. Cái khó là mình lách qua mình mới thành công được. Đúng với cái khó mà giải quyết không được thì đi học luôn. Thằng này nè. Rồi hết là thả lên ao thẻ. Alo nè, 6 ao nè. 7 ao. Ao đất mướn. 6 ao đất nhà. Mà cái ao đó năm nay nó bán rồi. Này mà thả hết rồi sao mà chú quản lý cho nổi? Thì đó tao nói mày. Chừng của đất à? Thì tao nói mày có mình hai cha con mà làm gì đó. Dạ. Chú lấy thêm mà đúng rồi, cô cản rồi đúng rồi. Không phải cô cản mà bạn bè ai cũng cản hết chứ. Dạ. Nói sức khỏe chú không còn đủ, năm nay 64 tuổi rồi mà còn mở rộng tùm lum, tao nói cơ hội ngàn vàng. Đủ mày làm gì có đất cập ganh. Năm rồi chú bỏ 6 ao này nè, mướn lính không có bỏ nè. Dạ. Đó, năm nay bắt đầu làm lợi nè. Đó là năm nay chú mới đặt bọng rồi nè, đặt cái này rồi nữa. Chừng nào xe ủi về cái đặt bọng lên tới chảnh đó. Dạ. Cũng như là ao nào ra nước, ao nấy ra kẹp ao. Dạ. Đó mà giờ ít có ai làm kiểu này, nó tốn tiền lắm. Ừ. Mà nó hiệu quả mình. Giữ nước thứ hai nuôi. Dạ. Cuốc rồi, kêu cuốc rồi bỏ đó, đừng chừng nào xe ủi về cái mình mua bọng đặt. Cái đường này thì chú thoát cái đường lên nè. Bơm nước bơm con ao này à. Mấy cái đó chú đập bọng chú không cho xiên qua. Đập bọng mà không móc không xiên, chú không xiên. Cứ nó chảy đây. Ừ. Đang chảy chỗ ao nào chảy vô này. Ừ. Chứ bọng thì chú có hết, chú làm có hết trơn. Lưới này là những cái chặn những con được có những con gì? Sợ ba khí á, con này kia nó bò vô. Dạ. Biết không? Đây mình có ếch rồi gì vô. À, không có đâu, ở đây không có bù tọt rồi, nó có sanh sản đâu, trống cái đó không quan trọng. Cái lóc, cái rô? Không có đâu. Không có hả? Dùng này là tuyệt đối là dùng mặn là không có. Bởi vì chú nói cho mày cái chính xác mà. Tại sao nước đục này chú không quấn vô súp đi ca xuống nước. Dạ. Mà chú sẽ quấn vô đá dùng bờ. Dạ. Mà quấn trong giờ chạy quạt nha, đủ rồi quấn sớm tôm vô phòng mang. Dạ. Quấn giờ này nè, đang chạy quạt hồi quấn cặp mé nha, ra năm tắc á, quấn gấp vòng đừng chặn cái nước đục. À. Cho nó thoáng. Cái đục này là ở đâu ra hả chú? Cái màu nè. Từ cái đáy ao với từ bờ nó ra đó. Dạ.
cái đau mình quét sạch, nghe không? Dạ. Đau sạch nó không qua màu xanh được. Dạ. Thì bây giờ sóng gió này mình phải quấn cản cái màu đục ngạn thêm, dạ, mà để cho nó qua ngày thoáng. Vô đá thì nói mày gành, mày trong nghề gành đó. Dạ. Quấn phải quấn chắc chín bây giờ. Cái màu trắng trắng nó còn sót lại đúng không chú? Thì nó trắng, nó gió nó giật nó, dạ, kéo màu đục ra. Dạ. Mình đánh cái liều bao nhiêu hả chú Minh? À, ngàn khối bao đó. Dạ. Bao nó 25kg hả? Không, nó 30 rồi. Quýnh trùng bờ nha, quýnh từ ga 5 tắc cho vô. Cái này, dạ, nó, cái này là nó bay. À, từ đây ra, ra. Quýnh là quýnh cái miếng nước, miếng, dạ, nước ga 5 tắc cho lại. Dạ. Quýnh gì nha. Cái ta, dạ. Đừng cho nó chặt đục từng ga. Dạ. À, ngược lại. Thì bao lâu mình quýnh lần? À, chú thì định kỳ 10 ngày mà không phải quýnh nó hoài nha. Ừ. Quýnh nó qua hiệp này, hiệp sau quýnh súp cây ca. Súp cây ca quýnh dưới nước. Ừ. Quýnh dưới quạt vậy đó. Còn cái này thì kêu nó quýnh trong bờ. Dạ. Mà thấy cái này 5 tháng nè, 3 và 5 tháng đó. Dạ. Có cái nhá nào để mình dỡ lại đâu chứ? À, bây giờ muốn lấy tay lắc tao chạy cho coi chứ bây giờ, dạ, nó dỡ gió hết. À, quăng chạy đi ha. À, chút xíu thì tao chạy được. Giờ hai ao này lột sạch nào, cái ao bên đó bắt đầu lột, sắp lột chứ không phải là bắt đầu lột, sắp chuẩn bị lột á. Dạ. Sáng chú đi chú nhìn cái màu nước chú biết, với 10 ngày chú chạy tôm đó, chú biết ao nào thời gian bao lâu nó lột như nào chú biết hết. Cái này mình thả từ tháng mấy hả chú Quỳnh? Hả? À? Này mình thả từ tháng mấy đây? Tháng mấy à? Dạ, từ chính xác là tháng mấy chứ? Mùng 4 tháng 6. Dạ. Tới mùng 4 này là trong 7 tháng. Dạ. Mày nói nha, mấy cái ao này mới có 5 tháng à. Dạ. Chú giờ này chú mới vừa bẩn nè. Chặn chân cục đuôi chấm an á. Dạ. Tôm mình tới ngày rồi, tới ngày gần bán rồi. Mình diệt bằng BC, BC. Dạ. Cái này nó lưu lượng khoảng bao nhiêu thì vừa hả chú Minh? Chú quấn tới đứt rưỡi, nó chỉ là quấn có 0.8 ngày khối. Dạ. Chú quấn khoảng mấy lần thì được? Bây giờ cỡ này tôi bắt đầu chuẩn bị quấn là quấn cử nghiễn cử. Một cử cách bao? 10 ngày đó. Dạ. 10 ngày quấn, 10 ngày sau quấn. 10 ngày sau quấn là quấn phải côi tôm nha. Dạ. Tôm lúc lột sạch hay lúc nào chứ đừng có quấn nó tôm đủ mẹ nó đang lột thì quấn phá hầm luôn. Dạ. Đang lột quá, tôm nó yếu không đủ quấn. Cái này là mật độ bao nhiêu con thì mới vô đi chú? 15. Dạ. Ao 2000 phải 30, căng qua 30. Căng ký kiếm còn luôn. Dạ, rồi. Dạ. Bây giờ chú phân tách mày nè, cái màu da nè. Dạ. Con tôm này là cũng như là nó mới lột sạch 5-3 ngày đó. Nó dồn cái màu nó đẹp lắm. Là cái thứ nhất. Là màu đẹp. Yeah. Còn cái màu đỏ mà chú nói mày đó là cái đó nó gặn lột. Mình cái đó là mình như chài nãy, chài lên là tôm rất đẹp. Bây giờ nó lột cũng hết rồi, còn 1-2 con nó chưa lột. Yeah. Đó. Còn qua thứ hai, mình có nhìn như vậy nè. Đó, cái này là chấm an nè, thấy không? Cái đó chấm an. Yeah. Nhưng vậy là chú quýnh BKC ngày qua chú chặn nó, chứ có cục chân 1-2 con nè. Cục chân mà ra rồi nè. Thấy không? Đó, cái này nếu mày không chặn thì cái này mai mốt người ta chê, bán tôm nó chê cục chân, bán tôm dập cục chân. Thì như vậy chú đã tới thời kỳ chú phải chặn nó, thì nó cục nó đang ra nè, thấy không? Ừ. Đó, thì nếu mà mày không chặn nó thì nó đen cùi. Cùi này nó đen luôn, nó không ra. À. Nhưng chú sẽ biết được con tôm nó cục chân là thời kỳ là nó có, tao nói là dùng từ theo khoa học nó vi khuẩn. Nhưng cái phát triển là cái nước này nó quá đục á. Nó đục không ngoại ngoại uống mình thì
nó mới gây ra cái cục chân, thì người ta nói dùng là vi khuẩn. Dạ, khuẩn hại nhiều. Khuẩn hại nhiều thì lúc này là mình có chặn mình diệt khuẩn. Dạ. Diệt khuẩn để chặn cái thằng này thì cái chân nó ra nữa ha. À, nó ra lại. À, ra lại. Mà nếu mày không chặn thì cái này cục luôn. Nó cục luôn mà nó đang thua luôn. Ừ. Thì mai mốt mày bị chê. Còn cái con tôm chú nó mới có ấy, chú chặn hả? Ừ. Tới ngày chú bán ok, tại sao chú nuôi 4 5 tháng chú không diệt khuẩn. Mà giờ này chú bắt đầu diệt. Mà diệt phải hạn chế nữa. Diệt cử, dừng cử. Còn con tôm này là tôm ok, đủ ok luôn nè, nó không bị gì hết nè. Ừ. Nó cũng lột sạch rồi, thấy không? Yeah. Chân cẳng cũng bị một cục một hai cái, thấy không? Yeah. Nó cũng một hai cái. Một hai cái thì bây giờ chú đang chuẩn bị. Như con tôm này nó sắp cục tới nè, hai chân này sắp cục hết nè. Thấy không? Yeah. Thì nó sắp cục, nó rụng luôn chứ không phải vậy. Thì đó là bây giờ chú đã chặn thì mấy thằng này nó còn tái tạo lại được, nó không rụng. Mà thằng này rụng thì ra. Chú biết cách tính. Thì còn con tôm này là sạch luôn nè, không chấm mang, không gì hết nè. Trời, cái đường ruột với lại cái gan của nó, bây giờ con tôm sú này cái vỏ nó dày quá, làm sao mình kiểm tra là đẹp hay xấu hả chú? Đẹp xấu thì nhìn bên ngoài. Trời, thấy có thấy rõ đâu. Nhìn cái da nè. Nhìn cái da là đẹp xấu là nhìn cái da. Dạ. Nó lại mua mình, nó chê khen là cái da. Dạ, còn trong quá trình nuôi mà cái đường ruột mình muốn kiểm tra nó là đường ruột có tốt hay không? Tốt không thì cái giờ mày cho ăn rồi mày dở gió mày mới nắm được. Còn lúc này là lúc là hết thức ăn hả? À, thấy trong eo hả? Còn thức ăn. Dạ. Đâu còn miếng ruột nào đâu. Dạ. Là hết thức ăn. Dạ. Tôm đang ăn mạnh. Mà đâu 9 giờ mày 8 giờ mấy 9 giờ thăm gió là nó hết gió rồi. Mà giờ này là đủ 11 giờ thì sắp giờ cho ăn nữa rồi nè. Ừ. Thấy không? Sắp giờ cho ăn nữa thì chạy quạt. Nó quánh vô xong là tao căng thức ăn cho nó cho ăn này. Thì chừng nào cho ăn mày dở gió mày mới coi ruột tốt ruột xấu. Còn lúc này mày coi con nào cũng trống trơn không có miếng nhiều. Dạ. Chú nói mày trong quá trình con tôm sạch để bán đạt ok thì rõ chú làm được hết. Ok hết, chú biết trước hết, chú làm được hết trước hết. Nhưng chỉ có con tôm đỏ thăng với đốm trắng chú bó tay chịu thua. Dạ. Cái đó thì phải thua đúng không? Chú chịu thua. Dạ. Thì bây giờ có một cái là đặc dụng môi trường mưa quá. Ừ. Thì có một cái là điều cái thứ nhất là chú chạy quạt hơi nhiều. Cái thứ hai chú quýnh vô đá đó, chặn bờ nhiều chút. Quýnh vào chặn đó. Ừ. Cộng thêm cái nữa là cái đường gan đó, chú tăng cường thêm. Chú có hai hộp này ha. Ừ. Cái này là gan nè, là kháng sinh đó. Ừ. Còn cái hộp này hộp bám dính. Yeah. Bám dính. À, bám dính là nó mấy cái con mà nó dính ở ngoài. Bám dính là tất nhiên quậy vô thức ăn. Yeah. Qua mày quậy nước, mày đổ vô trộn thức ăn thì thằng này thằng bám dính, bám dính vô thức ăn nó không tan. Nó bám dính lại vô thức ăn. Yeah. Là cái đó là theo hồ tôm hồi nhỏ đó, 3-4 ngày cho ăn cử. Chú, cái mình cho ăn cái này thì sau này khi mà mình khai thác đó, họ kiểm tra nó dư lượng kháng sinh thì nó không đạt sao? À, thì không đạt mà chú đâu cho ăn không đạt. Yeah. Tới gần bán còn 1 tháng nữa chú đâu có miếng nào. À, là cách ly. Hồi nhỏ. Yeah. Tao nói hồi nhỏ đi. Ừ. Tao cho ăn 10 ngày đi, tao cho ăn 4 ngày. Ừ. Là hồi nhỏ nha, mà ăn nặng ăn 4-5 gram. Ừ. Cho 1 ký thức ăn. Ngày lớn lại còn có 2 gram. Ừ. 2 gram tao giảm bây giờ không còn 5-7 ngày mà cái chút ngày tao mới cho ăn lần tao chặn. Chặn cử là cái này là kháng sinh. Đó là chú nói mày cái này là hạn chế đó. Giờ 10 ngày cho ăn lần đâu cho ăn nữa. Ừ. Ăn hạn chế rồi. Còn thằng này nè là bốn mặt nè, là vi sinh nè. Yeah. Bám dính nè, rồi cứng vỏ nè. Yeah. Rồi cái này bộ tứ nè. Yeah. Nói như vậy thì tấn thức ăn ra. Ừ. Trộn khô. Trộn khô. Rồi thả nha luôn. Không, trộn khô xong rồi mới thằng này là thằng tôm lớn mới cho ăn nè. Yeah. Là nó để cho là tiêu hóa thức ăn tôm hết kẽm. Thì như vậy cái này 3 muỗng cho 15 kg, 5 kg muỗng, muỗng nó khoảng 15 gram. Thì 3 muỗng cho 15 kg. Ừ. Tao nói gì chính xác này, 1 muỗng 15 gram cho 5 kg thì cũng 3 gram 15, phải không? Thì chú mới đổ trong nước một ngày. Thì xong rồi cái này tao trộn khô. Trộn khô xong cái này mới trộn nước. Nước tao mới khoài cho tao trộn chung. Nó là bám dính trong này nó có hết trơn, nó không có tan, thảy xuống nước nó không có tan. Rồi chú mới phân ra chú đi cho ăn. Đó là chú nói mày đó, cái bộ của chú là bộ tứ nè, là thành công nè. Bộ tứ nè tao nói là bám dính. Hồi đó thì xài dầu mực, bây giờ không, xài bám dính. Bám dính, mẹ. Gan, ruột. Cũng trong đó là vi sinh không, vi sinh gan, vi sinh ruột. Với thêm thằng cứng vỏ nữa. Nè, cái hộp này hộp cứng vỏ nè. Đó, cái này cứng vỏ. Ừ. Là cái lúc hồi đó chú trộn không à. Mà sau này là khi mà tôm lớn trộn tăng, là cái hồi đó trộn hộp. Tôm lớn phải trộn nó 2 hộp, nó tăng cái độ cứng lên. Ý chú nói là cái này là thằng bám dính á,
còn cái này thì gan nè, mà gan vi sinh, gan vi sinh đó là chú nói mày đó. Ừ. Thì còn cái hộp gỗ cái kia thì cái kia bạch, là chú nói mày nó thực tế nó vậy, là cái bộ tứ có rồi, bộ tứ thường kỳ nè, cái này thường kỳ, sáng cử chiều cử, chứ chú không cho ăn ba cử, ba cử mà sáng cử chiều cử cái thuốc này, còn cử chưa cho ăn không. Dạ. Đó, tiếp tục kịp phải không? Dắt trưa này giảm nửa ký. Dạ. Không bao. Dắt sáng này đặt vô 5 ký, dắt trưa còn 4 ký rưỡi. Dắt trưa 3 ký hay dắt trưa cao đó. Trưa trời nắng nó giảm ăn hay sao hả chú? Không phải. Cái dắt trưa mình dắt sáng nó đấu trong đêm. Dạ. Dắt sáng mình cho ăn. Dạ, rồi sáng ăn nhiều. Ăn nhiều. Rồi trưa lại mình giảm chút. Là dắt chiều thì nó ăn tới tối thì mình cho ăn nhiều chút. Chiều là khoảng mấy giờ được cho ăn được hả chú anh? 4 rưỡi. 4 giờ rưỡi cho ăn tới 6 rưỡi ra thăm gió. Thăm gió ao nào hết, dập thêm 2/3 thức ăn. À. Nói gì cho chính xác. À. 2/3 thức ăn thì mày cho ăn đó tới 10 giờ đêm chạy quạt. Từ 6 rưỡi đó nó 3 tiếng mấy rồi. Mà không phải là mỗi ao ở cho ăn nha. Ao nào thấy nó ăn mạnh mới cho ăn, ao yếu không. Nó là theo dõi một thời gian đường dài vậy đó. Tôm 3-4 tháng nó lên phải cho ăn kiểu đó. Nghe nó ba cử, chứ không phải là nó ba cử. Đây có khi nào mình bị nó đóng rong rồi nọ, đóng tôm không giống? Đóng rong mà như chú nuôi thì khó đóng có chứ không sao không có. Mà đứa chú là chú nuôi không để tới tên cơm đóng rong, mà hiểu không? Đóng rong đen mang gì cũng có hết. Ừ. Mà nhưng mình biết cái cách quản lý về cái đáy ao với nước, thì con tôm mình nó sắp đi tới cái nước đi qua đóng gông thì mình đã xử lý nó trước giờ thì nó không đi đóng gông. Như con tôm hồi nãy nó bắt đầu nó muốn chấm ăn cục rồi. Chân đó thì bây giờ chú đang chặn nó rồi, tới ngày chú bán đâu có nó, chú báo cho mày vậy đó, cho mày nắm vậy đó. Tại sao chú nuôi 4-5 tháng chú không diệt khuẩn mà tới giờ nào chú diệt, thì hồi đó là cái đáy mình đã sạch, nó không có đi qua phát triển nữa, tới giờ đấy dơ, bắt đầu nó muốn dơ rồi. Ừ. Đấy dơ, nước dơ, nó mới xảy, xảy qua cục đuôi, mòn, gâu, chấm mang, đen mang. Cái đốm, đốm thân, đốm đen á chứ? Đốm đen vậy trời, cũng kiệt phần này, cũng không chặt phần này không? Tôi quấn bê cái xe thì vài bữa nó sạch, nó tẩy sạch rồi. Ừ. Rồi con nào mà nó đốm nhiều quá mà nó khó lột á, thì lúc mà 2-3 ngày trước nó dựa bờ. Nó dựa bờ nó cũng phải lột được thôi. Con nào không chấm mang thì nó lột bình thường. Con nào chấm mang nó khó lột thì nó cũng phải được lột được thôi. Bởi vì mình chặn trước giờ chứ để cho nó quá khứ thì nó qua na phân trắng luôn. Ừ. Nếu nó hết bỏ ăn thì nó phải qua phân trắng. Dạ, phân trắng thì mình người được không? Mình chặn phân trắng là từ cái chỗ là chú nói mày giải quyết đáy. Ừ. À, giải quyết mà chấm mang đúng gông rồi đó, mà chặn trước thì nó không có nó thì nó làm sao tiêu chảy được. Ừ. Chứ bây giờ mày không có để mà tới phân trắng mày để chạy. Ừ. Mình đã chặn trước giờ xảy ra con tôm bỏ ăn. Ừ. Thì nó không có xảy ra cái chuyện đó. Chú phân tách cho mày nắm rõ là cái nguyên nhân rồi. Yeah. Chứ phân trắng, chấm màng cái gì cũng có hết. Mà mình giải quyết trước giờ. Trước giờ là tại sao? Là mình nhìn nước mình biết rồi. Nhìn nước là biết cái đáy ao mình nó phải đi để con tôm là gì, đóng gông hoặc là con tôm chấm màng. Mình biết rồi. Thì đó là mình phải chặn rồi. Là mới diệt khuẩn đó. Đó, rồi còn 4-5 tháng đầu nước sạch nó giết chỉ cho tốn tiền mà sốc tôm. Hồi đó chứ nuôi hậu thảo đó, ông tiến sĩ. Ông mới nói một câu gì chú nè. Mà chú nhớ năm nay 15-17 năm. Ông là 60 tuổi. Ông nói cái cuộc hội thảo là cuộc trao đổi học hỏi lẫn nhau. Chứ không phải cuộc hội thảo mà dạy nhau. Nếu mình tự ái, đừng có tự ái lợi đất cuộc học hỏi lẫn nhau. Nếu tôi tài giờ này tôi là đi ra một ông chủ lớn rồi. Chứ đâu phải mà tôi giờ còn đứng trên bục giảng. Những gì tôi về khoa học, tôi truyền khoa học, còn anh em thực tế truyền lại. Có một kỹ sư ra trường thua thằng nuôi tôm lâu năm. Đi lợi nước người ta dơ tôm, người ta đóng gông gì đó. Nó mới ra trường nó đâu có biết cái đáy ao. Nó lại cái khoa học đâu có chỉ vô từ đáy ao ra cái tôm đóng gông nữa. Kêu thằng nhân viên lội xuống ao móc đá cho nó coi. Nhân viên nó không lội, nó cái đáy thúi rồi, nó lội hàng ngày, nó thúi, nó biết rồi. Nhân vậy là kỹ sư ra trường thua thằng lính nuôi tôm. Vì nó trực tiếp nó biết. Đó là một câu chuyện. Câu chuyện thứ hai á, ông giải thích về cái tôm phân trắng. Nhà khoa học đem ra thử nghiệm một cái ao không phân trắng và ao phân trắng.
lấy đất của cái ao phân trắng và cái ao không phân trắng, lấy con tôm phân trắng đi qua cái đáy ao không phân trắng cho ăn thuốc nó hết. Còn cái tôm không phân trắng thì bỏ cái đáy ao phân trắng cho ăn thuốc nó không hết, nó trở thành phân trắng. Nhà khoa học mới nghiên cứu do nó cái đáy ao mà tôm phân trắng. Ông phân tích cho rõ. Còn nói về oxy, quánh sao cho vừa, thì ông mới giải thích ngay chỗ một người bệnh nặng nhẹ không biết, đi vô, ông bác sĩ ông phải cho thở oxy trước. À, ông phân tích thở oxy giờ này thấy thở còn mệt, dặn lớn lên. Thì mình nuôi tôm, quánh 10 lít mà nó xuống nhanh thì thôi, mà quánh 10 lít nó không xuống nhanh thì quánh tăng. Chứ cái đó để anh em nuôi để điều động. Còn ngay chỗ con tôm mới nổi đầu thì nó khỏe, anh quýnh vi sinh ít, quýnh mà oxy ít. Còn con tôm anh đợi ngủ anh bỏ quên tới 2-3 tiếng đồng hồ, anh kêu quýnh tiêu chuẩn, sao tiêu chuẩn được. Ông phân tích cụ thể, ông chú nói mày một câu. Thì ông phân tích rõ ràng thì mày hỏi chú gần sau phân trắng, gần sau đóng gông này kia, mày hỏi có không có, chú nhận định là có hết. Nhưng cái cách với người mà nuôi tôm còn yếu, chưa quản lý đó, như chú là khó đi tới lắm. Còn con tôm mà tới cái đáy chú tới mà chú giải quyết hết nổi rồi đó. Chú quấn nó tẩy ông, rồi nó còn tái tạo lại, từ chú quấn hiệp hai chú bám bọ. Là không phải tái tạo mà chú nói cho mày chính xác như vậy. Đặc dù con tôm hồi đó chú cũng có phải chứ phải không? Hồi chú mới nuôi á, đóng lên 60%. Mày quấn một nhịp BKC xong, 2-3 ngày sau mày thấy nó còn 40% là mày sai lầm. Không phải nó còn 40%, mà 60% nó lột sạch hết. 40% sau con tôm sạch nó đóng trở lại, thì đó là cái đáy mày giải quyết cho tới. Thì từ cái chỗ đó nó mới ta cái thằng mà nó sạch nó đóng lại, thì đó mày mới canh mày quýnh thằng nhịp hai là cái đáy mình tới, quýnh trong nhịp hai cách cỡ bao ngày sau đó quýnh nhịp hai thằng đó nó tẩy lột hết bán, là hồ đó nước chú xanh cáo luôn đó. Như vậy cái thằng cò nó dẫn chú lại chú chài tôm sạch nó mua, tới thằng chủ lại nó nói nước này mày xong mua tôm, thì cái thằng cò nó nói tôm chú tốt lắm, mà hồi đó đâu phải được tao như bây giờ đó. Bây giờ bán tôm tao đứng trên bờ tao chỉ đạo, hồi đó tao lỗi như mèo cuối, lốp sổ bỗng lốp nào kia mèo cuối. Cái ổng mấy người đó nó để chú ổng xong rồi ổng chài cho con, chài lên nó khen. Công nhận hồi đó giờ mua tôm mới gặp cái nước của chú mà tôm sạch. Cái nỗi chú sao chỉ con truyền đạt đó, tao nói dễ thôi. Tao cà gỡ nó dễ thôi. Sáng mày ra tôm mày tới thứ nước này là sáng mày đừng có xúc miệng sớm. Mày cầm cái bàn chải á, mày đi giáp dòng con nào dựa bờ quýnh sảy xuống mày, thì đó là trong thời gian tới ngày bán không còn con nào biết đâu hết. Thì em thôi nó cười ra gần tại tiếu làm tiếu chơi, chú nói mày nhiều chuyện. Rồi cái tảo trong ao này chú, mình chú gây màu rồi chú giữ cái tảo đó như thế nào thì cho nó tốt trung tâm. Thì bây giờ chú nói mày cái thứ nhất á, thì cái nhà khoa học chỉ là tao nói lỗi thời. Bây giờ mình nói chê nhà khoa học thì không đúng, mà nó cái lỗi thời cái cách trị những người không biết. Chú cũng phải nghe theo, mà giờ này chú mới thấy cái thành công, chú mới thay đổi thực tế. Thì con tôm tao nói là nước lấy vô trước giờ thả tôm, thì hồi đó thường thường xử lý có 1 tháng thả tôm thôi. Mà hồi đó xử lý đặt vô theo công thức, bây giờ chú xử lý tới gấp đôi, đặt vô 1000 khối quánh lít, chú quánh tới 2 lít trong buồng đầu. Đây là BKC đó. Thì tao nói BKC đây, thì trong 1 tháng thả tôm, nhưng chú giờ 1 tháng thả dở lắm, đừng có thả, gán kéo dài tới 2 tháng, 1 tháng rưỡi, nó lộn là tháng rưỡi, cho cái màu nước của mình nó có màu, cái đó mình vi sinh rồi tổng hợp thôi, mình cho nó có màu, tháng rưỡi là nó bắt đầu có màu, thì mày thả con tôm tốc độ mau lên, còn 1 tháng mày thả tốc độ lớn chậm, là vì tảo thiên nhiên của nó chưa có. Rồi giả sử như người ta đây, thì khác chú khác, chú á, thì đặc dụ như tháng thứ đầu chú cho ăn dư thức ăn đó, chứ công thức đặc dụ như 1 ký thức ăn ăn cho trong 10 ngày đầu, tao nói giả sử 100.000 con đây, thì chú cho ăn có hơi dư thiệt, chú ăn dư không à, trong tháng đầu dư mà dư nhiêu đó, 700 mà cho ăn ký dư nhau, dư thì nó trở thành cây tảo, chú cho ăn tháng đầu thì dư thức ăn thiệt. Vậy là mình thả xuống là mình cho nó ăn luôn? Chú thả bữa nay ngày mai cho ăn rồi. Người ta thì 5-7 ngày chú bữa sau chú cho ăn. Tức là 100.000 con là khoảng 1 ký. Có cái công, bớt không? Cái công thức chỉ đó 100.000 con khoảng 1 ký. Chú nhớ là hình 1 ký đó, đúng vậy đó. Thì mình coi theo điều lượng thả để cho ăn. Có mấy trăm gram vậy, đặc dụ bao chục ngàn có mấy trăm gram.
Như chú xã ương thì hàng trăm ngàn thì chú giải tính, thì chú cho ăn hơi dư. Dư thì chú nghĩ dư là có lợi chứ không có dư mà hư thế nào. Dư vài trăm gram, vài trăm gram tháng này, dư 50 kg thì nó chưa gây tảo. Mày thấy nhà khoa học còn chỉ mà kêu bằng quýnh cám luôn cho nó gây tảo lúc đầu. Dạ đúng rồi. Mà cái này mình ngược lại, mình cho ăn dư cho ăn thì con tôm mình nó không thiếu. Mà nó gây tảo nhanh thì tất nhiên nó ăn tảo. Đó là chú nói với mày cái cách. Thì bây giờ không xử lý 1 tháng, chú cho thao 1 tháng rưỡi nữa. Chú xác định là 1 tháng rưỡi nó mới tốt. Rồi trong lúc thời gian quá trình thủ thả nó 3-4 tháng cũng diệt khuẩn. Hồi đó khoa học chỉ là 7 ngày, 10 ngày diệt khuẩn. Đủ mà tảo gây chưa có nó mày đi diệt khuẩn mày thấy lỗi thời không? Không, chú dám nhận định bây giờ nếu khoa học còn chưa chỉ cái đó là lỗi thời. Chỉ không đúng luôn đó. Là bởi vì ngay chỗ con tôm mình có nước mới sạch, đáy sạch, cái gì mà dơ mà đi diệt khuẩn. Khuẩn ở đâu đó? Chú nói không có vi khuẩn gì hết. Không, nếu mà chú phản đối nhà khoa học không có vi khuẩn. Là tại sao chú mới dùng cái từ đáy dơ, nước dơ, tôm đóng gông, đóng phao đèn. Còn cái tôm chết bất tử, đỏ thăng thì do nơi thời tiết. Mưa ngày, mưa đêm, không có ánh nắng.